Hàng. Đây trái u xương kinh. Năm nay bói. Trái đẹp nhỉ? Ừ, trái đẹp cho nông mục. Ừ. Cái cây mà cây sầu riêng già chú bỏ ít bông. Mà chả đấy. Mọi em thấy nó lúc nhúc ấy, nhìn lúc là ra bông thấy ít mà thấy lúc nhúc. Đây nay đi thăm lại cái vườn của bác Quyền, vườn mà mình trước mình đăng cái vườn cao thủ chôm chôm ấy. Bác là chuyên chôm chôm, sầu riêng bữa bảo là không tính không để trái nhưng mà mình sang bảo phải để. Cái này phải để. Đấy. Cái này nó không có đều này. Cái này. Đó, nhưng mà đậu rất là tốt. Nhìn thấy cuống bông không? Tỉa bông tốt. Không, để thưa 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 là cái cuống bông như vậy. Hả? Năm nay ra đậu chứ không phải một còn tất nhiên là nó rụng mà ra cái đài hoa nó lớn là thế này nó mọc. Ừ. Đậu chứ. Thế không đậu thì làm gì? Cái này thì sáng nay quặc trên núi. Hả? Nó trái đẹp mà thôi. Ôi giời ơi, bây giờ bắt đầu là đấy. Giờ bảo tiền, đưa tiền vẫn tiếc. À. Nhưng mà nhìn mình nhìn nhìn theo cành cái méo 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 rồi 10 triệu bạc kiếm được thật cái này. Đây, không phải cái méo méo vặt hết cái này đấy, đấy những cái quả đấy là bóp đấy. Đầu bẻ đầu bẻ cổ dễ hơn. Ừ, bẻ cổ thì đã không tạo tổn thương. Đúng rồi, đây là ví dụ như cái trái méo này mình cầm ngay cái đầu của đây này bẻ đây này cái mấy cái này nó mấy hôm nữa nó thoái hóa là chết nó cũng rụng. Đấy, mà nó rụng này. Đánh để chi lắm, quả là méo méo mà để mấy quả tròn quá trời. Để cho nó tự đã bị ăn. Thôi năm nay vậy là kiếm rồi. À, nay qua tiền, coi lại. Lấy tiền phân để đã bị mất tiền túi. Rồi. Và vẫn sắc bên trong. Bữa nay trời nó nắng rất là gắt và đêm nay nó đêm bữa nay nó lạnh hơn nữa. Thì nước bác vẫn cứ duy trì vậy cho em nhá. Vẫn 2 ngày tới nó lạnh cái thấy thì xem thấy trái lớn chậm. Bí lắm thì cũng chỉ mất 10 triệu thêm 10 triệu tiền dầu, dầu vẫn còn nhiều. Cuống kiếc còn khỏe lắm. Hôm nó rộng tưởng đi. Hôm rộng tưởng đi. Nhảy lên. Thấy bắt đầu nó rộng sinh lý là nhảy lên. Mấy khả năng nước. Chôm chôm. Cây nhỏ nhỏ hơn 3 năm là trái hết rồi. Này là chắc mai bác tưới. Mai bác tưới để lấy độ ẩm. Sáng đấy. Mai tưới. Rồi sáng mai bác tưới để lấy độ ẩm. Xong mốt bỏ cho em mỗi cây này khoảng 300-400 g. Ừ. 350-400 g tùy cây. Có nghĩa là đừng có nói là 300-400 g mình cầm khoảng đó thôi. Có cây nhiều cái ít mình cầm mình dãi để nó có qua đây. Đừng cứ ném xa quá, ném trong cái rìa tán này. Trong cái rìa tán này. Rộng đây đừng có sát ném không ném phân trong gốc. À. Phát sơ đi thì... không phát để yên vậy không được phát cỏ à, thế à? Bây giờ nó đang đất nó đang ở trong một cái mức độ và thời tiết khắc nghiệt thế này nó đang ổn định mình đi mình phát vào một cái lỡ nó sốc hay làm sao đấy cái gáo rồi cái gáo anh chú hút chừng non nửa gáo nè rồi 4 nạng thế là mình bỏ đi em nhá. Ừ. Bỏ đi cho trái lớn mấy hôm nay em thấy chậm rồi. Bớt đi để giá đúng rồi nó cái quả to này mà như cây này cây này mà nuôi nữa là cũng nặng. Cái cây đấy kia 7 quả cây 7 này, quả cây nhỏ chút này mà trái à, trời ơi trái nhiều này à. Ông nói một quả ông kia là ông heo rồi. Okay, heo, còn đấy không heo là còn to vậy, to hơn tí nữa à. Ôi, còn to nữa chú, đấy to hơn tí nữa chứ mấy. Nhưng mà tôi cứ bảo sao đấy, xanh chút. Hả? Thường là cái quả kia là nó... Thế mi nữa trái này anh cũng phải làm cho nó xanh. Màu trái nó phải đẹp. Màu gai nó phải như thế này hoặc hơn nữa. Nhưng màu gai của mình xấu đi thì sao mà được. Nhưng mà mua sinh kinh, à quên, Monthon mà này, quả trái xanh này này. Ừ, thế mới đạt. Ừ, nó đạt đấy. Đủ mình cung cấp, đủ dinh dưỡng. Hả? Trung vi lượng này kia. Màu vàng vàng. Màu vàng vàng là phải xem lại. Lá này là lá rõ ràng con.
Không công nhận em qua lại em thấy nó chậm đấy anh. Chậm hả? Chậm. Chững lại luôn, đang chạy trái mạnh. Thế thì có. Vào phân được rồi, cho nó ăn tí đi. À, trùm trùm dã quá. Cảm thấy sắp xếp rủi ro. Giờ bằng cái tuổi này cứ suốt ngày lo. À, mấy cái bông ra sau này. Ừ. Nếu mà ấy là hết. bỏ đi, không có để làm cái gì hết. Ừ. Hả? Ờ, bỏ đi chứ độc nuôi quả kia đã chết. Đúng rồi. Mà nó không trả đậu đâu. Mà mình cũng đậu được cái chết. Ừ. Nó không đậu. Hà đến cái cây nào nó không có một cái bông nào cơ. Ờ, ít bông thì mình để lại. Nếu như cây này thì... Không, cây này là ok rồi. Chục trái đổ ra chứ. Thì cứ gì xem cái cành này. Ừ. Tính theo cành ấy. Giờ nó đang đắt này. Nói chung là đã cái trò đắt rồi này với bạn. Sơi đã. Cái này thì không ra. Cái này lại không ra, cái này ra mấy cái. À. Cái này cái kia. Kia ra mấy quả. Cái này cũng cái phân đa số nó rẻ hơn phân vậy hả? Phân 11 này 11 12 17 này đắt.